Xin chào các quý vị, tôi tên là Josh, là người Mỹ, có tên tiếng Việt là Lợi. Josh đến từ California. Thì Josh ở Việt Nam khoảng 9 tháng rồi, nhưng mà tổng cộng 9 tháng chứ không liên tục. Vào năm 2009 là ở Việt Nam thực tập khoảng 4 tháng, năm nay thì khoảng 5 tháng rồi. Là Josh tiếp xúc với bạn bè người Việt Nam nhiều, và hồi đó năm 2005 đến 2007, Josh đi phục vụ từ thiện trong cộng đồng của người Việt Nam ở Úc. Cái lần đầu tiên bước chân lên đất nước Việt Nam thì cảm thấy quá sốc, quá vui. Sốc là vì nóng quá, và vui là vì mình đang tới cái đất nước mà mình đã yêu từ xưa tới giờ. Nói chung là mình có cái duyên gì đó với Việt Nam. Bây giờ đang định cư, chưa chắc là định cư luôn, nhưng mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh và thấy rất là vui. Người Sài Gòn, người thành phố Hồ Chí Minh thì rất là vui tính. Mình rất là thích mọi một trái cây, trừ một cái, đó là sầu riêng. Thì khi tham gia chương trình này thì Josh hy vọng là sẽ có cơ hội gặp được nhiều người. Sẽ có cơ hội để tiếp xúc với những người mà mình chưa quen biết, và có những cơ hội khám phá Việt Nam mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Xin chào quý vị và các bạn. Josh đã sống ở Việt Nam 10 tháng và đã đi rất là nhiều tỉnh. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Josh có cơ hội để tới Thái Nguyên là xứ trà. Và đúng vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 là ngày đã tổ chức lần đầu tiên là lễ hội liên hoan trà quốc tế. Josh rất là vui và muốn mời các bạn đi cùng Josh tham dự vào buổi tối hôm nay nhé. Vui, rất vui quý vị và các bạn ạ. Thật sự có nhiều cái đầu tiên trong chuyến đi này của Josh lắm. Lần đầu tiên tham gia chương trình, lần đầu tiên đến Thái Nguyên, và đây cũng là lễ hội trà quốc tế đầu tiên được tổ chức luôn đó. Và có lẽ Josh sẽ không thể nào quên cái ngày 11 tháng 11 năm 2011 này. Chà, thành phố Thái Nguyên những ngày này thật náo nhiệt. Josh có thể cảm nhận được không khí lễ hội đang lan tỏa ở đây. Đâu đó trong dòng người hối hả lúc tan tầm, ai cũng tranh thủ để về kịp chuẩn bị tham dự lễ khai mạc tối nay. Hay đâu đó ẩn hiện trên nét mặt hớn hở của người dân địa phương. Miền Bắc Việt Nam những ngày này đã vào thu, cái không khí lành lạnh dễ chịu này quả thật lý tưởng để đi du lịch. À chà, mới đó trời đã tối, còn lâu mới đến giờ khai mạc. Josh cùng vài người bạn ghé thăm những khu vực hoạt động khác diễn ra xuyên suốt liên hoan trà quốc tế mới được. Đây là một trong những hoạt động đang diễn ra trong lễ hội liên hoan trà quốc tế ở Thái Nguyên. Đây là ở chợ quê ẩm thực và sản phẩm văn hóa dân tộc. Mời các bạn cùng đi nhé! Cũng như bất kỳ lễ hội nào, bạn sẽ thấy được sự đông đúc, ồn ào, náo nhiệt của nó khi đêm xuống. Người người nhà nhà đổ ra đường vui chơi, vui lắm. Khu ẩm thực này được ban tổ chức trưng dụng cả một đoạn đường để phục vụ lễ hội. Có rất nhiều hàng quán được bày bán ở đây. Nhưng với Josh, quyến rũ nhất vẫn là hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tôm nóng giòn, rổ rau xanh tươi ngon, hay tiếng ý ới gọi món của thực khách. Tất cả tạo nên cái âm thanh hỗn tạp nhưng rất đặc trưng của lễ hội. Hơi bị là nghĩa là rất là vui. Mãi mê với đám bạn mà Josh quên nhận ra rằng du khách mỗi lúc mỗi đông hơn. À, để xem có gì mua về tặng bạn bè kỷ niệm Josh đến Thái Nguyên không nhỉ? Tặng cho. Mắc quá. 20 mắc quá vậy. Bớt giùm em nhé. Bớt giùm em nhé. Bao nhiêu? Nhìn những rổ mứt, rổ xí muội, cam thảo với đủ màu sắc trông ngon lành thế này, Josh nhớ ngay đến cái vị chua chua ngọt ngọt của nó liền. Bởi lẽ đã nếm qua mùi vị của nó khi được bạn bè từ Bắc vào Sài Gòn tặng những hộp mứt nhỏ nhỏ xinh xinh, thiệt là hấp dẫn. Cảm ơn.
đào quả này, quả đào hả? Thử được không? Thử thử một miếng nữa. Very ngon. Thế là cũng đã đến được quảng trường 20 tháng 8 nơi khai mạc đây rồi. Không thể tin được, chỉ mới là tập vợt mà người đông như kiến, quan sát khắp lượt, du khách và người dân ở đây đã rất sẵn sàng cho lễ hội rồi đó. Anh ơi, chờ hội đó, người ta đang làm cái gì ở đây vậy? Đây đang chuẩn bị khai mạc hội chè Thái Nguyên. Ồ vậy hả? Ồ, tại sao lại có cái việc người ta nhảy như vậy? À, cái này là các chương trình diễn nghệ thuật. Ồ vậy hả? Ở đây người ta đang tổ chức một cái buổi biểu diễn để khai mạc cho lễ hội quốc tế trà. Cái này thú vị thật á, họ rất là giỏi. À, mấy em đang làm gì vậy? Chụp ảnh á. À, biết là đang chụp ảnh nhưng mà mặc đồ bộ đồ cũng đẹp vậy. Vâng. Bây giờ? Dạ, bộ đồ của em là bộ đồ biểu diễn lá chè ạ. À, một biểu tượng của đất Thái Nguyên ạ. À, hay quá. Mọi người nói nhé. 1, 2, 3. Thiết chắc cấu hồi lừa. Ba tay ra hoạt đó không ngoài nơi thường. Đấy. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe giăng phố, hòa một niềm tin reo ca. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng, về nơi đồi cao bay mây trắng. Một vòng tay núi tròn Việt Nam. Lời ca khúc Việt Nam ơi được lấy làm chủ đề rất hợp và rất hay cho không khí hừng hực sôi động thế này. Các bạn Thái Nguyên rất dễ thương, đâu đâu Josh cũng bắt gặp ánh nhìn thân thiện và những thái vẫy tay hello, hi dành cho mình. Ái chà, thoang thoảng trong gió là mùi hoa sữa thơm lừng. Hỏi ra mới biết thì ra mùa này ngoài Hà Nội ra thì một số tỉnh lân cận đều có mùi hoa sữa trong tiết thu lạnh lạnh như vậy đó. Hơn thế nữa, thú vị nhất là được ngồi quay quần bên một hàng khoai lang nướng dân dã và ấm cúng này đó nha. Nào khoai lang nướng, bắp nướng và trứng gà nướng nữa. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn là như vậy đó. Bây giờ thì mình đang ở Thái Nguyên á, và cái thời tiết nó hơi lạnh chút xíu á, so với thành phố Hồ Chí Minh á, cái số chỗ mình ở. Mà bây giờ ăn cái khoai bở phải không bác? Khoai lang bở đó, mà nó rất là nóng á, bây giờ cháy tay luôn á. Mà thấy rất là ngon, tại vì cái thời tiết nó lạnh á, mà ăn cái này ấm á, ấm trong người đó mà lại ngọt á. Nhưng mà ngọt vừa thôi, cái này không có quá ngọt, ăn cũng hợp, rất là thích hợp á. Thế là 5 ngày lễ hội tưng bừng cũng đã khép lại. Đối với Josh được tham dự lễ hội này quả thực rất ấn tượng. Đó không chỉ bởi cái tưng bừng vốn có của nó, mà còn ở những điều rất đổi bình thường và giản dị, từ những cảm xúc của những cái đầu tiên ở cảnh vật và con người Thái Nguyên. Đây. Cảm ơn. Để thử một miếng nhé. Trước kia Josh có tới rất nhiều chỗ ở Việt Nam, nhưng mà ở Thái Nguyên thì lần đầu tiên. À, đây là xứ mình là Alabama. Chiếu thước. Chiếu thước. Chiếu thước. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Đang rồi anh. Đang Mỹ vậy? Mình là người Mỹ mà chưa bao giờ thấy một